Chào mừng các bạn đã đến với kênh Game Cho Chị. Thời gian qua thì mình ít live stream những video về game Yu Gi hàng năm mình cũng không còn đăng nhiều như trước. Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng tại sao thời gian qua cũng tầm khoảng từ Tết đến giờ mà bên Yu Gi hàng năm Trung Quốc người ta không ra nhân vật mới? Mặc dù là bên Trung Quốc người ta vẫn update những con bài mới, những nhân vật mới, nhưng ta không ra. Các bạn có biết tại sao không? Hôm nay nhà phát hành đã có một câu trả lời thỏa đáng nhất gửi đến các bạn. Mình sẽ kết vào để các bạn xem nhé. Mình sẽ kết vào biểu tượng huyền thoại của game Yu Gi hàng năm. Các bạn thấy trên màn không? Đó là nhân vật Yuse thì các bạn, Yuse. Hiện tại mình cũng thực hiện đọc chính xác tên của nhân vật này là gì. Đây là nhân vật Yuse, sử dụng có bài những lá bài xin cho. Các bạn biết rằng là để chơi những nhân vật, để tạo bài của nhân vật như Haga, Ryuki hay là Tiến Sút thì nó đơn giản. Nhưng để tạo ra một deck của Shinchoy này là tạo ra một thế hệ bài mới các bạn. Cả một thế hệ bài mới. Bởi vậy chúng ta tốn rất nhiều thời gian. Bây giờ chúng ta hãy vào game để trải nghiệm về những gì sơ qua về nhân vật Yuse này nhá. Yuse, mình sẽ tạo đọc con Yuse nhá. Như vậy thì các bạn kết vào đây. Đây, hiện tại nhân vật Yuse đã được ra mặt ở đây. Chúng ta có thể mở khóa ở đây. Hiện tại thì thay như mình đoán thì tốn một hồn nhân vật để mở thế bài. Hiện tại mình đã có cái hồn nhân vật này rồi. Ở bên server Trung Quốc thì các bạn có thể cày lên level 35 hoặc là các bạn nạp 500 gam để mở nhá. Mình sẽ mở đây, mở nhá. Yeah, như vậy mình đã mở rồi. Bây giờ mình sẽ chọn nhân vật này nhá. Như vậy là hiện tại mình đã chọn được nhân vật Yuse này rồi. Bây giờ mình sẽ vào bài của nhân vật này để các bạn xem. Đây, ở bên Trung Quốc thì thạch tím nó hơi hiếm nha các bạn. Thạch tím rất khá hiếm. Mặc dù vậy thì mình đã chuẩn bị sẵn 20 vàng gót này để ăn chơi. Thời gian qua thì mình cũng cảm nhận được bước lùi của game Yu Gi hàng năm Trung Quốc. Mặc dù là ít ra video, nhưng mà mình cũng trên tinh thần chuẩn bị để đón nhận một sự kiện nào đó, nên mình vẫn chấm chỉ cây thôi các bạn. Chấm chỉ cây được 20 vàng gót. Các bạn lưu ý là 20 vàng gót ở Trung Quốc là cây rất gian khổ nhá. Cây rất lâu mà được. Hiện tại hồn nhân vật này là mình cũng đủ để mở được nhân vật chú sao này. Rồi SP này. Hiện tại một cái SP này là được 2000. Như vậy hiện tại mình ăn. Mình nghĩ ra mình có thể lên được tầm level khoảng 40. 40 nha các bạn. Lên 40 trong vòng một lột nhạc. Bên cạnh đó thì với 400 lô nhỏ bạc thì mình có thể 400 lô nhỏ bạc này thì mình có thể mở được thêm nhiều bài gọi mở rộng của Yuse này. Nhưng hiện tại thì mình nghĩ rằng video này mình chỉ giới thiệu qua về nhân vật Yuse này thôi. Mình sẽ làm riêng một video mở bài của nhân vật này. Đây là con bài chủ lực của nhân vật này nha các bạn. Con này các bạn cùng tưởng tượng, các bạn hãy tưởng tượng đây là một con bài dạng như là con bài rung đẳng mắt xanh của Kaiba hay phù thủy áo đen của Yugi vậy. Đây là biểu tượng và tất cả những con bài chính cho sau này ra mắt là để tập trung vào con này. Hiện tại thì mình cũng chưa bao giờ chơi deck này, nhưng một số bạn ở bên Duelin thì cũng bỏ chơi qua rồi. Chúng ta sẽ có một video trải nghiệm về những con bài này sau nhá. Thế vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn về nhân vật Yuse này, cách mở và rất vui khi có thể tiếp tục gửi đến bạn những nội dung hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa về Shinchoy này. Xin chào tất cả các bạn nhé.